bệnh hen ngáp ORT trên gà. Xin chào chị các bạn, tôi là bác sĩ thú y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Với sức mạnh giúp hàng triệu chủ đại lý cũng như bà con chăn nuôi cũng được cuộc sống tự do ấm no và hạnh phúc. Thì như anh chị đã biết thì cái giai đoạn cuối năm này thời tiết nó rất là lạnh. Biên độ dao động thời tiết, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch nhau khá là lớn. Thế vậy mà một số anh chị nếu không che chắn chuồng trại cẩn thận thì cái đàn gà của anh chị sẽ rất dễ bị hen khẹt. Và trong các cái vấn đề về hen thì có cái vấn đề là hen ORT, hen ngáp là một cái vấn đề nó vô cùng phức tạp, rất khó điều trị và nó là một cái vấn đề rất nan giải. Bởi vì khi mà đàn gà của anh chị đã bị ORT thì thường thường nó sẽ ghép với rất nhiều các cái bệnh kế phát khác. Ví dụ như đàn gà hen ngáp sẽ bị ghép với cái EQE kéo màng, và hoặc là đàn gà bị hen ngáp sẽ đi theo cái viêm ruột, hoặc là đàn gà hen ngáp sẽ đi với Newcastle. Vì mùa trước và sau Tết âm lịch là những cái giai đoạn mà cái Newcastle rất hay xảy ra. Chính vậy mà anh chị biết rằng là khi mà đàn gà bị hen ngáp thì cái thời gian nuôi của anh chị sẽ kéo dài, chi phí cho thức ăn chăn nuôi tăng cao, và khi mà anh chị xuất bán thì bị thương lái họ ép giá, đúng không? Đấy, mà đàn gà, đặc biệt là đàn gà nó màu mã nó xấu và nó không được cân, thì cũng cứ đó là những cái mà rất là nguy hiểm đối với cái ngành chăn nuôi của chúng ta. Vậy thì để phòng và điều trị cái hen ngáp là như nào thì khuyến cáo của anh chị hãy làm đầy đủ các cái loại vaccine trên cái đàn gia cầm, ví dụ như Newcastle, ví dụ như là cúm gia cầm, ví dụ như là IB, ví dụ ILT, rất nhiều các loại vaccine mà trên con gà mà anh chị sẽ phải dùng. Ví dụ như cái vaccine sưng phù đầu là một cái mà anh chị cũng lên phải dùng. Vâng, ví dụ như cái vaccine Nemovac hay vaccine SHS sưng phù đầu của Hipra Tây Ban Nha, anh chị nên làm đầy đủ cho tôi. Đấy. Còn khi mà đã xảy ra rồi thì anh chị sẽ phải làm như thế nào? Trước tiên là anh chị sẽ phải phát hiện sớm, chẩn đoán sớm, phát hiện kịp thời và dùng đúng thuốc. Đấy, dùng sớm, dùng đúng liệu trình thì anh chị sẽ xử lý được cái ORT. Vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh chị một cái cặp kháng sinh rất là quan trọng để điều trị cái bệnh ORT. Trên tay tôi đây chính là cái cặp kháng sinh điều trị ORT TST P201 của công ty cổ phần thuốc thú y TST. Tôi vẫn hay nói vui với bà con là sản phẩm có một không có hai trên thị trường. Tất cả sản phẩm của công ty chúng tôi đều có cái logo hình trái tim. Ở bên trong có chứa cái đầu con gà, con lợn, và bên dưới có dòng chữ là TST. Vâng, thì đây là một cái sản phẩm là đặc trị ORT trên gà, bại huyết trên ngan vịt, và đặc biệt là hen ghép EQE kéo màng trên cái đàn gia súc gia cầm. Cái cặp này thì nó sẽ gồm có hai chai, bên trong cũng gồm hai chai. Đây, tôi sẽ bỏ ra cho bà con xem. Đây, chai thứ nhất chính là cái chai Septimax, thành phần của nó là Septiasol 5% dạng bột, và dạng bột trắng này. Cái chai số 2 nó chính là cái Gentamicin dạng nước, Gentamicin 6%. Và hai cái sản phẩm này mà khi anh chị tiêm thì anh chị sẽ dùng cái chai Gentamicin này, anh chị đổ vào cái chai Septiasol mà anh chị lắc nhẹ thì sản phẩm nó sẽ tan đều, vâng, nó sẽ tan đều và nó rất là dễ tiêm, không gây hiện tượng tắc kim. Và anh chị lưu ý là cái sản phẩm của chúng tôi khi mà tiêm thì sẽ không gây ra hiện tượng là áp xe cái vị trí tiêm. Đấy, nhiều cái loại thuốc anh chị tiêm thì sẽ thấy cái vấn đề áp xe ở trên cái dưới vùng da cổ hoặc dưới vùng cơ lườn hoặc là bị thối thịt, đúng không? Nhưng mà cái sản phẩm này thì anh chị tiêm, anh chị sẽ yên tâm một điều rằng không gây ra áp xe, không gây ra hiện tượng là thối thịt. Đấy. Đấy. Và trong đây nó có chứa 16 các hệ lá dược khác nhau, trong đó có beta glucan, trong đó có hạ sốt kháng viêm, trong đó có thuốc bổ. Đấy. Trong đó có đường gluco, rất nhiều các cái sản phẩm hệ lá dược độc quyền khác nhau mà các dược sĩ của công ty chúng tôi đã đưa vào đây để giúp các anh chị một mũi tên trúng nhiều đích, và giúp các anh chị có thể xử lý dứt khoát được, dứt điểm được cái vấn đề về ORT hen ngáp trên gà. Và nếu như mà gà của anh chị hen nặng thì tôi khuyến cáo anh chị là tiêm cho tôi từ 2-3 mũi, sau đó anh chị dùng thêm kháng sinh cho tôi từ 2-3 ngày. Còn nếu mà hay hen nhẹ, anh chị dùng từ 1-2 mũi và dùng thêm cho tôi 1-2 ngày kháng sinh uống để duy trì cái nồng độ kháng sinh trong máu. Bởi vì nếu mà chúng ta tiêm nhiều thì thứ nhất là rất hại gà, thứ hai là rất là mất công, đúng không ạ? Vâng, đấy. Thì anh chị sẽ có thể là sử dụng cái này để anh chị giải quyết cái vấn đề ORT vô cùng là tuyệt vời. Vâng, nếu như là gà của anh chị mà đang có vấn đề về hen khạc, hen ngáp, hoặc là anh chị đã dùng nhiều thuốc rồi mà không giải quyết được thì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0979407374. Tôi cùng với các cộng sự của tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh chị và sẽ hướng dẫn các anh chị có thể sở hữu được những cái sản phẩm thuốc kháng sinh vô cùng tuyệt vời của công ty chúng tôi.
Kính chúc anh chị chăn nuôi thành công và gặp nhiều may mắn, và hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng, hoặc là có thể đăng ký kênh YouTube của công ty cổ phần Thú Y Tí Ti. Khi công ty tôi phát những cái video mới nhất thì anh chị sẽ là những người đầu tiên đón nhận được những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời này. Kính chúc anh chị chăn nuôi thành công và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.